Chào mừng các bạn trở lại với bản tin tức thể thao giải trí 247. Trong video này, thể thao giải trí 247 xin giới thiệu lịch học của tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước. Để các bạn tiện theo dõi, chúng ta cùng thống nhất với cách gọi cho gọn. Cột kế cuối là học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thì chúng ta gọi tắt là khối trung học cơ sở. Còn cột cuối cùng là cột dành cho học sinh trung học phổ thông. Và thời gian chúng ta nói đó là thời gian nghỉ đến hết ngày đó. Sau đây mời các bạn xem lịch nghỉ của tất cả 62 tỉnh thành trên cả nước. 1. Tỉnh An Giang, khối trung học cơ sở trở xuống nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3. Khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 2. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng nghỉ tương tự như tỉnh An Giang. 3. Tỉnh Bắc Giang, khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. Khối mầm non tiểu học nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3. Và khối trung học cơ sở nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 3 tỉnh tiếp theo là thứ 4 Bắc Cạn, thứ 5 Bạc Liêu, thứ 6 Bắc Ninh cho học sinh nghỉ học có lịch giống nhau. Khối trung học cơ sở trở xuống nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3. Khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 7. Tỉnh Bến Tre, lớp 9, lớp 10, 11, 12 nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. Còn từ lớp 8 trở xuống nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3. Thành phố Hồ Chí Minh được cập nhật ở cuối video nha các bạn. Thứ 8, tỉnh Bình Định, khối trung học cơ sở trở xuống nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3. Khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 3 tỉnh thứ 9, 10, 11 là Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận có thời gian và lịch nghỉ giống nhau. Khối trung học cơ sở trở xuống nghỉ đến hết ngày 15 tháng 3. Khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. Mười hai, Cà Mau, khối trung học cơ sở trở xuống nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3. Khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 13. Cần Thơ, khối trung học cơ sở trở xuống nghỉ đến hết 15 tháng 3. Khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 14. Tỉnh Cao Bằng, khối trung học cơ sở trở xuống nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3. Khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 15. Thành phố Đà Nẵng, khối trung học cơ sở trở xuống nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3. Khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3. Riêng lớp 12 thì nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. Thứ 16 và 17, hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông cho học sinh nghỉ học giống nhau. Khối trung học cơ sở trở xuống nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3. Khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 18. Tỉnh Điện Biên, khối trung học cơ sở trở xuống nghỉ đến hết 15 tháng 3. Khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 19. Đồng Nai, khối trung học cơ sở trở xuống nghỉ đến hết 15 tháng 3. Khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 20. Tỉnh Đồng Tháp, học sinh từ lớp 8 trở xuống nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3. Lớp 9, 10, 11, 12 nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. Hai mốt và 22 là tỉnh Gia Lai và Hà Giang có lịch nghỉ giống nhau. Khối trung học cơ sở trở xuống nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3. Khối trung học phổ thông
nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 23. Thủ đô Hà Nội, khối trung học cơ sở trở xuống nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3 và khối trung học phổ thông cũng nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3. 24. Tỉnh Hà Nam, khối trung học cơ sở trở xuống nghỉ đến hết ngày 15 tháng 3, khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 25. Tỉnh Hà Tĩnh, khối trung học cơ sở trở xuống nghỉ đến khi có thông báo. Khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 26. Tỉnh Hải Dương, khối trung học cơ sở trở xuống nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3. Khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. Thành phố Hải Phòng, khối trung học cơ sở trở xuống nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3. Khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 28. Tỉnh Hậu Giang, khối trung học cơ sở đến khi có thông báo. Khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 29. Tỉnh Hòa Bình, chia ra làm 3 mức độ. Khối mầm non tiểu học nghỉ đến hết ngày 15 tháng 3. Khối trung học cơ sở nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3. Và khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 30. Tỉnh Hưng Yên, khối trung học cơ sở trở xuống nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3 và khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. Tỉnh Khánh Hòa, khối trung học cơ sở trở xuống nghỉ đến hết ngày 15 tháng 3, khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 32. Tỉnh Kiên Giang, tương tự như tỉnh Khánh Hòa, khối trung học cơ sở nghỉ đến hết 15 tháng 3, khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 33. Tỉnh Kon Tum, khối trung học cơ sở nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3. Riêng học sinh trường trung học cơ sở chuyên huyện Tất Thành thì nghỉ giống như khối trung học phổ thông, tức là nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. Tỉnh Lai Châu, khối trung học cơ sở trở xuống nghỉ đến hết 15 tháng 3, khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 35, 36, 37, 38 là các tỉnh Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai và Long An có lịch nghỉ giống nhau. Khối trung học cơ sở trở xuống nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3 và khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 39. Tỉnh Nam Định, khối trung học cơ sở trở xuống nghỉ đến hết ngày 15 tháng 3, khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. Tỉnh Nghệ An, chia làm 3 mức độ. Khối mầm non tiểu học nghỉ đến hết 15 tháng 3, khối trung học cơ sở nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3 và khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 41. Tỉnh Ninh Bình, khối trung học cơ sở trở xuống nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3, khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 42. Tỉnh Ninh Thuận, khối trung học cơ sở trở xuống nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3 và khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 43. Tỉnh Phú Thọ, khối trung học cơ sở trở xuống dự kiến nghỉ 1-2 tuần, khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 44, 45 và 46, Quảng Bình, Quảng Nam và Quảng Ngãi có lịch nghỉ giống nhau. Khối trung học cơ sở trở xuống nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3 và khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 47. Quảng Ninh, khối trung học cơ sở trở xuống nghỉ đến hết 15 tháng 3, khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 48. Quảng Trị, trung học cơ sở trở xuống nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3, trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 2 tháng 3. 49. Sóc Trăng, khối trung học cơ sở trở xuống nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3, khối trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3.
50 Sơn La, trung học cơ sở trở xuống, nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3. Trung học phổ thông, nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 51 Tây Ninh, trung học cơ sở trở xuống, nghỉ đến hết 15 tháng 3. Trung học phổ thông, nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. Năm 52 Thái Bình, trung học cơ sở trở xuống, nghỉ đến hết 15 tháng 3. Trung học phổ thông, nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3. 53 Thái Nguyên, trung học cơ sở trở xuống, nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3. Trung học phổ thông, nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 54 Thanh Hóa, trung học cơ sở trở xuống, nghỉ đến khi có thông báo. Trung học phổ thông, nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 55 Tỉnh Thừa Thiên Huế, trung học cơ sở trở xuống, nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3. Trung học phổ thông, nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 56 Tiền Giang, trung học cơ sở trở xuống, nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3. Trung học phổ thông cũng nghỉ hết ngày 8 tháng 3. 57 Trà Vinh, trung học cơ sở trở xuống, nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3. Trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 58 Tuyên Quang, trung học cơ sở trở xuống và lớp 10, 11 nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3, trong khi lớp 12 chỉ nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 59 Vĩnh Long, trung học cơ sở trở xuống, nghỉ đến hết ngày 15 tháng 3. Trung học phổ thông lớp 10, 11 nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3. Lớp 12 chỉ nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 60 Vĩnh Phúc, trung học cơ sở trở xuống, nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3. Trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 61 Yên Bái, trung học cơ sở trở xuống, nghỉ đến hết ngày 15 tháng 3. Trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. 62 Phú Yên, trung học cơ sở trở xuống, nghỉ đến hết ngày 8 tháng 3 và trung học phổ thông nghỉ đến hết ngày 1 tháng 3. Và cuối cùng 63 Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh cho học sinh nghỉ theo 3 mức: từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở cho đến lớp 10, 11 được nghỉ đến hết ngày 15 tháng 3. Riêng học sinh lớp 12 nghỉ đến ngày 8 tháng 3. Khối giáo dục chuyên nghiệp dạy nghề được nghỉ đến hết tháng 3 năm 2020. Các bạn vừa xem lịch học của tất cả 63 tỉnh thành trên cả nước. Mời các bạn nhấn đăng ký thể thao giải trí 247. Xin cảm ơn.